Cô xin chào tất cả các em. Trong video hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em một vấn đề ở chương trình hóa lớp 11 là viết phương trình ion rút gọn. Để viết phương trình ion rút gọn thì các em phải viết được phương trình phân tử ha. Sau đó mình sẽ phân ly ra ion và sau đó là mình sẽ rút gọn lại. Vậy trước khi các em viết được phương trình ion rút gọn thì các em phải nhớ rằng cho cô những chất nào sẽ bị phân ly ra ion. Thì có 3 hợp chất các em cần nhớ, đó là axit mạnh, bazơ tan và muối tan ha. Ba hợp chất đó sẽ bị phân ly, còn lại sẽ không bị phân ly. Lưu ý nha các em. Rồi bây giờ mình sẽ vào từng ví dụ để mình làm rõ hơn về vấn đề này ha. Ví dụ thứ nhất, cô có phương trình của sắt sunfat tác dụng với nào ha. Ha. Muối tác dụng bazơ sẽ sinh ra muối mới và bazơ mới. Rồi. Đây là phương trình trao đổi, các em lấy Fe này các em kết hợp với nhớ OH thì tạo ra là Fe OH 2 lần. Còn lại là natri với lại nhóm sunfat Na2SO4. Một lưu ý nữa là sau khi các em viết phương trình phân tử thì các em phải cân bằng liền ha, không cân bằng liền là hồi các em quên sẽ sai. Rồi bên đây 2 natri cân bằng 2 nào ha. 2 nhóm OH, 2 nhóm OH bằng ha. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em phân ly ra ion. Thì FeSO4 sắt sunfat là muối. Muối này là muối tan hay không tan? Thì muối này là muối tan, nó sẽ bị phân ly ra thành ion ha, thành sắt 2 cộng cộng cho SO4 2 trừ. À. Rồi cộng. Đây là bazơ ha, 2 na cộng cộng 2 OH trừ. Rồi. Nè các em nhìn nè, đáng lẽ là NaOH bị phân ly ra Na cộng cộng OH trừ, nhưng mà ở đây có số 2 thì các em phải nhân 2 vào hết ha để cân bằng. Rồi, ở trong phương trình này thì mình thấy FeOH 2 lần là chất kết tủa ha, và chất kết tủa này là bazơ không tan các em, thì nó sẽ không bị phân ly. Nó còn nguyên, mình giữ nguyên lại. Rồi. Na2SO4 là muối, natri sunfat sẽ bị phân ly ha, tạo ra 2 Na cộng cộng SO4 2 trừ. Còn bạn nào mà chưa biết phân ly ra ion thì các em hãy xem bài phương trình điện ly ha, để biết được những chất nào phân ly ha. Rồi, bây giờ sau khi các em viết được phương trình ion rồi, các em sẽ tiến hành rút gọn lại. Muốn rút gọn lại các em hãy nhìn hai vế ha, có những cái nào giống nhau thì các em bỏ. Vậy Fe nè, Fe 2 cộng không có ha. SO4 2 trừ nè, ở đây cũng có SO4 2 trừ. Các em gạch dưới đây để các em lưu ý tí các em bỏ ra. Rồi, 2 Na cộng nè, có 2 Na cộng. Vậy thì phương trình này chỉ còn cái gì thôi, chỉ còn Fe 2 cộng cộng 2 OH trừ tạo thành FeOH 2 lần. Thì các em ghi lại Fe 2 cộng cộng 2 OH trừ tạo thành FeOH 2 lần. Thì phương trình này chính là phương trình ion rút gọn các em. Đó, phương trình ion rút gọn. Đó, là cái phương trình cuối cùng này. Được chưa? Đó. Thì ví dụ thứ nhất cô đã làm xong. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em qua ví dụ 2 của FeS cộng HCl ha. Muối tác dụng axit tạo ra muối mới và axit mới. Sắt tác dụng với lại clo tạo ra FeCl2. Hiđro với lưu huỳnh kết hợp tạo ra khí H2S. Đó. Rồi, mình sẽ cân bằng. Tiếp tục mình viết phương trình phân ly ra ion. Sắt 2 cộng cộng S 2 trừ cộng 2 H cộng cộng 2 CL trừ. Lưu ý có cân bằng thì các em phải nhân vào nha. Ngay chỗ HCl nè, 2 HCl các em phải nhân hệ số vào. Tạo thành FeCl2, đây là muối, muối này là muối tan. Nên mình cũng phân ly ra Fe2 cộng cộng 2 CL trừ. Vì ở chỗ này là 2 CL nên các em phải nhân 2 cộng. H2S đây là chất khí ha, hay nó là axit yếu thì nó sẽ không bị phân ly. Thì mình ghi lại là H2S. Đó. Được chưa? Rồi bắt đầu các em hãy so sánh hai vế xem những cái nào giống nhau nè. Fe2 cộng giống nhau, 2 clo trừ giống nhau. Vậy chỉ còn lại là 2 H cộng cộng S2 trừ tạo thành H2S. Được chưa? Đây là phương trình ion rút gọn. Ha, đây là phương trình ion rút gọn. Rồi tiếp tục cô có ví dụ số 3. Thì muối tác dụng axit cũng dạy ra muối mới và axit mới tạo ra Na2SO4.
H2 kết hợp CO3, các em sẽ ra H2CO3, nhưng mà axit này là axit yếu thì sẽ phân ly tạo thành nước và CO2. Rồi mình nhìn xem phương trình này đã cân bằng chưa. Nếu cân bằng rồi thì chúng ta không cần cân bằng lại nhé. Rồi bây giờ mình sẽ phân ly ra ion. Vậy thì ở đây là muối Na2CO3, muối này bị phân ly là 2 Na cộng cộng CO3 2 trừ 2H cộng cộng cho SO4 2 trừ, tạo thành muối Na2SO4 cũng bị phân ly là 2 Na cộng cộng SO4 2 trừ. Rồi nước không bị phân ly, vẫn ghi lại khí CO2 không bị phân ly, ghi lại. Các em nhớ là nãy cô nói rằng axit mạnh bao giờ tan và muối tan mới bị phân ly ha. Rồi vậy bây giờ các em nhìn xem những cái chất nào giống nhau giữa hai phương trình thì mình thấy ở đây là 2 Na cộng giống nhau, SO4 2 trừ giống nhau. Vậy còn lại là 2H cộng cộng CO3 2 trừ, sản phẩm sinh ra là nước cộng khí CO2. Rồi thì cô đã hướng dẫn các em đầy đủ 3 ví dụ ha. Trong 3 ví dụ này thì các em hãy nhớ cho cô lại những cái chất mà bị phân ly ra, đó là axit mạnh bao giờ tan và muối tan. Còn lại ví dụ như axit yếu nè, chất khí nè, nước nè và chất kết tủa thì sẽ không bị phân ly hết các em. Thì bài giảng hôm nay đến đây là kết thúc. Cô hy vọng là sau bài giảng này các em sẽ có thể làm cái phần phương trình ion rút gọn này thật là tốt, và chúc các em đạt được kết quả cao trong học kỳ này nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em.